lần đầu mình làm bánh chưng. Mẹ bảo như chọn nguyên liệu ngon nhất từ thiên nhiên. Mẹ dùng ai xin không con? Bí quyết bà chỉ mẹ đó. Cho ba nè, cho mẹ nè, cho chị nè. Giỏi quá. Bánh nhà mình năm nay sẽ ngon lắm đi. Ajinomoto, mái ấm ngày xuân.